xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại Đà Nẵng vào đêm nay khá thuận lợi cho quý vị trông trăng, phá cỗ. Dự báo là trời tạnh ráo và có khoảng mỏng mây. Cụ thể, độ che phủ của mây trên bầu trời là 6 trên 10. Không khí thoáng đãng và có gió thổi mát, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ. Đối với các nơi khác, từ Đồng Hới trở vào Phan Thiết cũng có thể nhìn thấy trăng vào tối và đêm nay khi mà mây mỏng bớt. Còn đối với khu vực từ Hà Tĩnh trở ra đến Thanh Hóa thì có lẽ là khó thấy trăng hơn vì dự báo trời nhiều mây và có lúc có mưa. Về nhiệt độ ở khu vực này phổ biến là 25 đến 27 độ, trời dịu mát. Sang ngày mai thì mưa sẽ tiếp tục xuất hiện về chiều tối ở nhiều nơi, còn ban ngày thì trời chủ đạo sẽ là nắng ráo. Nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa trở vào Đồng Hới là 31 đến 32 độ, từ Huế trở vào đến Phan Thiết thì cao hơn, 32 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng từ sáng đến đầu giờ chiều mai và nhờ lợi thế địa hình cao cho nên nhiệt độ tại phần lớn các thành phố ở khu vực Tây Nguyên sẽ không vượt quá 31 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ cao hơn, 32 đến 34 độ. Về chiều tối thì mưa dông có thể sẽ xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ở khu vực Bắc Bộ dự báo trong đêm nay sẽ có lúc có mưa, sang ngày mai thì mưa dứt, trời sẽ chuyển nắng và cảm giác nóng lên. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa sẽ tiếp tục có mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại tại huyện đảo Hoàng Sa thì trời lại ít mưa, ngày mai có nắng, gió là cấp 3 đến cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.